thì xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết đó là những cái biện pháp nào có thể giúp phòng ngừa bệnh lý u trung thất ạ? Thực sự ra để biện pháp phòng ngừa đối với u trung thất thì việc quan trọng nhất ấy là nếu mà chúng ta làm trong các môi trường độc hại là phải có bảo hộ lao động. Chẳng hạn như bây giờ một người tiếp xúc thường xuyên tới là phải có áo chì này, hay là đối với bệnh nhân ta phải bỏ thuốc lá, thuốc lao này. Môi trường độc hại, làm trong môi trường độc hại là chúng ta phải có những cái bảo hộ lao động theo quy định của nhà nước mà để cho nó phù hợp thì là mới giữ được. Chứ còn là để tuyệt đối thì cũng hơi khó, nhưng vẫn phải là có những cái bảo hộ lao động phù hợp với từng ngành nghề một. Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta-glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang, nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng Kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.